Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shout in Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn. One Piece hiện giờ đã nghỉ lễ 2 tuần và không có chương mới, vì thế chúng ta sẽ chưa thể biết gì về các bí ẩn tiếp theo. Ngoài ra, Aquano hiện cũng đang trong giai đoạn tương đối yên bình. Tuy nhiên, sau khi những hồi tưởng về Roger kết thúc, thì những cuộc chiến lớn có khả năng cao sẽ tiếp tục diễn ra. Hãy nhớ lại rằng trong chap 956, thì ở thế giới bên ngoài Wano hiện đang trong diễn biến cực kỳ căng thẳng. Lời nhắn từ Oda gửi đến độc giả từ Jump Festa 2020. Trong Ark Wano, Sabo, Vivi và Boa có thể sẽ phải gặp nhiều tình huống khó khăn. Những sự kiện lần này sẽ là tiền đề mở ra phần kết của truyện. Trong video lần này, hãy cùng mình đến với 5 bí ẩn mà fan One Piece cũng đang muốn biết nhất. Thứ nhất, điều gì đã xảy ra với phái đoàn Alabasta? Hội nghị Revivalry kết thúc, Shiraoshi và gia đình đã trở về đảo người cá, vương quốc Ryugu. Gap nói rằng ngay sau khi hội nghị Revivalry kết thúc, một tai nạn đã xảy ra với nhóm của vương quốc Alabasta khi nhóm của đức vua Neptune vừa rời khỏi đó. Ngũ Lão Tinh trong chap 908 đã rất ngứa mắt với vua Cobra của Alabasta. Họ gọi gia tộc Nefertari là những kẻ phản bội. Thậm chí Im-sama cũng cầm trên tay bức ảnh của Vivi, cho thấy ông ta cũng chuẩn bị giao cho Ngũ Lão Tinh một nhiệm vụ gì đó liên quan tới Alabasta. Rõ ràng, có điều gì đó đã xảy ra với vương quốc Alabasta. Hải quân đang cố hết sức mình để giải quyết những có khả năng lần này sẽ có đổ máu. Cap thậm chí còn yêu cầu gia đình quốc vương Ryugu đừng vì vấn đề này mà e sợ con người trên mặt đất. Điều này khiến cho mọi người đặt câu hỏi rằng phải chăng Vivi và những người đại diện cho Alabasta đã bị nhóm Im phục kích, hay thay vào đó, vương quốc Alabasta đã bị tấn công khi Vivi rời đi. Thứ hai, tình hình của Sabo hiện tại như thế nào? Cũng trong chap 956 thì có một tin xấu khiến cho quân cách mạng vô cùng hoảng loạn, thậm chí Makino cũng cảm thấy vô cùng chán nản. Liệu có phải là có chuyện gì xấu xảy ra với Sabo hay không? Có một bài báo hot đưa thông tin xấu về tình hình của Sabo khiến cho những người quân lính cách mạng hoảng loạn và Makino chán nản. Sabo đã chết. Cho đến bây giờ, tin tức về Sabo còn sống hay chết vẫn còn là một bí ẩn. Staley thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng Sabo đã ở Revivalry hơn việc Sabo đã chết hay sao. Điều rõ ràng, nhìn thấy phản ứng của Makino và Kuala, đây chắc chắn không phải là tin tốt. Lều báo Morgan có nhắc tới ai đó đã chết và một vụ ám sát. Chính phủ thế giới còn gửi tặng một tấm séc có giá trị với mong muốn rằng Morgan không đăng tin này lên nhưng bị ông ta từ chối. Trước đó khi đọc spoiler thì rất nhiều người nghĩ rằng lều báo Morgan đã bị buộc phải sửa tin tức theo ý của chính phủ thế giới, nhưng rõ ràng Morgan đã thực sự đánh bại kẻ uy hiếp mình. Vậy khả năng tin tức của tờ báo là theo ý của Morgan chứ không phải là bị ai thao túng tin tức và xuất bản như vậy. Vì vậy, số phận của Sabo không phải là một trò đùa. Nếu Sabo không chết thì cũng bị bắt hoặc trong tình trạng không tốt cho lắm, nhưng qua mồm lão chim Morgan thì thành coi như là đã chết. Có thể suy luận rằng tờ báo nói về một sự kiện mưu sát xảy ra ngay sau khi hội nghị Revivalry kết thúc. Người bị mưu sát là một trong những thành viên của đoàn vương quốc Alabasta. Hung thủ của vụ mưu sát nhiều khả năng chính là chính quyền thế giới. Chính vì vậy nên chính quyền thế giới muốn bịt miệng Morgan lại. Còn về vụ Sabo, nếu nó liên quan tới vụ mưu sát trên, phải chăng Sabo đã phát hiện ra mưu đồ của chính quyền và ngăn chúng lại, rồi sau đó tai nạn đã xảy ra? Thứ ba, mục tiêu thật sự của băng Dâu Đen. Cũng trong chap 956, Dâu Đen cũng đã chính thức hành động. Dâu Đen cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Hắn ta muốn thu giữ một cái gì đó trước khi hải quân lấy đi, nhưng chúng ta cũng không biết hắn thực sự muốn cái gì cả. Trong thực tế, chính xác là Dâu Đen đi đâu, liệu hắn ta có muốn nhắm đến Sabo để có được trái ác quỷ Mera Mera no Mi hoặc công chúa Vivi chẳng hạn. Thứ tư, thứ gì đó sẽ thay thế cho toàn bộ hệ thống Shichibukai. Hệ thống Thất Vũ Hải liệu có thật sự tan rã và chính phủ thế giới đã tìm thấy được một giải pháp hoàn toàn mới để có thể thay thế hoàn toàn hệ thống Shichibukai này là gì? Có lẽ đây chính là một thứ công nghệ của tiến sĩ Vegapunk và Fujitora chính là người đầu tiên nhìn thấy. Shichibukai giờ đã thực sự tan rã, có nghĩa là chính phủ thế giới đã tìm thấy một quyền lực mới để thay thế nhóm này. Vũ khí khoa học kỹ thuật của Vegapunk rất có thể sẽ là nhân vật chính trong lần vây quét Thất Vũ Hải. Trước đây, Fujitora đã có nhắc tới trong chap 905 những thành quả khoa học kỹ thuật của Vegapunk đã có thể thay thế được Thất Vũ Hải. Vì thế, để chứng minh được điều này là đúng, cách tốt nhất là dùng nó để vây quét Thất Vũ Hải. Nó được gọi với cái tên SSG. Sức mạnh của SSG cho đến nay vẫn chưa được nêu rõ, nhưng có một nhân vật trong One Piece đã được nhìn thấy tiềm năng của nhóm này, đó là Đô đốc Fujitora. Khi nói chuyện với Đô đốc Bò Lục ở Maria Jua, Fujitora nói rằng mình đã thấy khám phá mới của Vegapunk. Fujitora tin rằng phát hiện này có thể khiến hệ thống Shichibukai sụp đổ. Tuy nhiên, liệu vũ khí sức mạnh mới của Vegapunk có thay thế được các Shichibukai hay không? Liệu hải quân có bắt nổi Mihawk hay Bo Hancock hay không? Nếu không thì đây sẽ là một trò hề của hải quân. Thứ năm, Bo Hancock. Như mọi năm, thư của Oda gửi Jump Festa luôn khiến cho người hâm mộ suy đoán. Năm nay, Oda đã đề cập đến ba cái tên: Hancock, Sabo và Vivi. Nhưng tác giả lại không giải thích gì thêm về những gì đã sắp xảy ra với họ. Sabo và Vivi đang gặp nguy hiểm. Tất nhiên là rõ rồi, một cái gì đó đã xảy ra với phái đoàn Alabasta và Sabo dường như đã bị hải quân bắt được. Fujitora, người đã đối mặt với Sabo, thậm chí đã rời khỏi thánh địa Maria Jua. Nhưng còn Hancock thì sao? Có phải đây là một cái tên được đề cập bởi Oda cho thấy Hancock sẽ bị bắt ư? Trong chương 956, Shichibukai đã bị giải thể.
toàn bộ Shichibukai đã bị hải quân nhanh chóng tấn công, bao gồm cả Hancock. Nhưng Hancock đã không hoảng loạn và cảnh báo rằng họ được chọn trở thành Shichibukai không phải cái danh hão huyền mà được chọn vì sức mạnh của họ. Tuy nhiên, có khả năng ít nhất một Shichibukai sẽ bị bắt để khẳng định sức mạnh của SSG. Ban đầu, chúng ta có thể cảm thấy Buggy sẽ là người dễ bị tóm nhất, nhưng sau đó, vì Oda đã đề cập đến cái tên Hancock với Vivi, mình nghi ngờ rằng Hancock có thể sẽ bị đánh bại bởi vũ khí mới của hải quân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like, subscribe và bấm cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận những thông báo mới nhất của Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn.